Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Chiều hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2022. Thì Vũ đang đi ra đây là ra nhà của chú Nha ở ấp 1 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì chú hoàn cảnh chú là khó khăn. Thì chú có vợ mà vợ mất rồi, có mấy đứa con ở xa thì cũng khó khăn, rồi chú té gãy tay mà cũng chưa có tiền để mà đi băng lại. Thì Vũ cũng quay cái video để nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước xem xét giúp đỡ giùm cho chú. Chào chú. Rồi cho con gắn cái mi lên cái. Gắn đâu? Gắn này rồi. Rồi. Thảm rồi, tay bớt đau chưa chú? Nó tan đỡ rồi ông. Tan bớt cái tim rồi. Rồi chưa đi băng bột lại hả chú? Chưa. Ồ, dán băng keo dữ vậy. Dán nó khỏe. Sao không đi lên Bến Tre cho người ta bó bột lại? Từ cho nó khỏe rồi đi. Bị té này bao nhiêu ngày rồi chú? Nay cũng gần tuần mấy à. Tuần mấy hả? Rồi nó gãi hai cái răng à. Gãi răng nữa hả? À. Là chú bị chóng mặt té hả? Chóng mặt té rồi cầm mắt đó nè. Mới vừa bị trúng mắt nữa. Cầm cái xương cầm mắt nè. À. Tét lặn nè nó còn. Bị tét đó nữa hả? Bác sĩ nhà tôi cũng làm. Dạ. Làm như bữa đi bệnh viện chụp hình rồi mà. Đúng rồi. Gãi rồi không có tiền đi rồi chịu tới nay luôn hả? Chịu nằm tới nay luôn rồi nó còn cái gì gì. Xương khớp hiện ngay đây nữa nè. Rồi, xuất khớp nữa hả? Khớp ngay cái cổ chỏ nè. Té bị té nó giật xuống á. Nứt hả? Ông mày mà ông nó không biết nó trật khớp mà nó xương khớp gì không biết. Bây giờ cử động được không? Giờ hôm nay ngay nó sự tập làm nay cũng hơi đưa lên thì được nè. Đưa được mà đưa lên thẳng là chưa được. Nó đâu đó là nhà cũng như anh em dọn sớm rồi cho tiền đó, mua thuốc uống thức dậy thôi à. Cho uống cho bớt đau rồi thôi hả? Thuốc mua uống tấp nập tới rồi. Thuốc uống hồi sáng nè. Thuốc uống mua thêm uống dọng đầy vô đó. Dạ. Yeah. Ăn uống nữa. Dạ. Yeah. Này ông thấy là nó bớt cái chỗ này nè, nó bớt cái này rồi đó, bớt từ từ đó. Bớt về vô đây nữa. Dạ. Sợ bó cái băng bọc vô sợ nó ngạt á. Nên đây giảm. Gãi hai cái răng nữa. Đó băng quay cũng chưa chính xác nè, gãi hai răng à. Dạ. Hai răng à. Gãi hai cái nữa. Hai cái lưng nữa nè. Dạ. Cả mắt nữa. Chứ không phải một trứng này đâu. Một trứng này đâu. Dò đầu gối thì chưa có tới. Thì có mình ở đây thì sao tay bị vậy thì sao nấu cơm ăn uống đâu? Thì hồi cho tiền đó đi mua cháo mà xài ốc ấm nó đi mua về nấu giờ ăn, còn thèm cái gì mua ăn. Vậy. Anh thuốc giáng không thấy thuốc giáng cái dục ở trong nhà nó ra. Hả? Giáng thì cho nó hô hấp nó rút lên. Giáng salon bát đó hả? Đó nè. Chai mấy chục chai đó chứ phải một chai đâu. Để nào mà nó nhức á. Rồi thay vô. Mà nó nóng. Nóng như thôi vậy.
giờ nào cũng có đó. À, cái đó đặng tha vô. À, đó đừng có nhức cơ. À. Ông thấy không, cái chai này gì? Nay nó ngang cái tay rồi lên nó bớt đau. Bớt đau với gài nút áo là được. À. Còn qua hổm này ông xuống quay là gài không được luôn, hút nó gài không á. Dạ. Để giờ có tính đi bó không? Đây nó phẹt phẹt rồi coi sao. À. Đấy, nó phẹt rồi mà chứ mà lơ mơ rồi mà lên là đúng, nó đóng một cái là khiên chạy luôn á. Đóng cái là khiên chạy luôn á. Không có tiền á hả? Không á, đúng rồi lên là nó kiểu mà như bác sĩ mà thực tập đó. Nó lụ cho một cái rồi đi luôn á. Vì nó nhiều cái chứng mà. À. Đâu không có đâu, lên tỉnh người ta coi, người ta khám, người ta băng đồ lại cho nó chính xác. Rồi băng người chính xác thì từ từ nó khỏe rồi, mình lên rồi thì như tim nó đập nhập nhập hồi á, nhập hồi. Bị nó quăng thằng họng rồi cái tim với cái não nè. Nên nhiều khi cái này là chiếc chung nó nóng. Nóng nè, nhưng mà đồng thời nó được cái sức lạnh, nó nóng dữ lắm. Nên nó từ từ nó tan. Trước kia nè, tôi quay vậy nè. Nó nóng chứ đâu có lạnh đâu. Vậy đó. Là tha sức khẩm lại hả? Ờ, mấy chục chai rồi chứ đưa nó một chai. Cho tiền như mua đi dành chai trong bồn. À. Vậy đó, thì ghi lên. Đông. Nó có một cái đồ mà nó đi luôn á. Cái chuyện chết nó khỏe lắm. Nhờ nhờ vậy đó cũng dán đồ dán 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 vô dán những cái đồ sức nặng này nè, nặng đó. Rồi cái phim hãm chụp rồi còn không, còn phim không? Còn à, hai tấm lận. Dạ. Thì chụp đây á. Dạ. Hai tấm lận. Dạ. Có đem lên nhà thương mà ổng đem lên gọi mờ. Dạ. Rồi thấy gãi luôn. Ờ mà ổng đấy luôn này nằm 6 tháng. Dạ. Hỏi giờ chịu nổi không? Mà cho nó rồi 6 tháng rồi họ ra tôi bác sĩ 6 tháng dày rồi. Gây lên tỉnh rồi mà không biết ông mà chắc mà tử vong rồi ông có tiền nó đem về tôi không nữa. Tử vong á. Ông cũng nói đàng hoàng. Thấy không? Tử vong rồi rồi sao đây? Thấy không? Thấy không, thay vô mà tay không mà thay vô nóng chịu không nổi, ấm. Yeah. Mà gan nữa, gan nữa. Rồi bị sườn rồi đó có té lần rồi. Yeah. Té lần rồi. Rồi nay té lần này nữa là lần 2 hả? À lần 2 rồi đó. Yeah. Nên nhờ bác sĩ để liều thuốc uống á, biết á. Té là cái nhất rồi. Té bằng xe máy. Xe máy á. Gãy cổ luôn. Yeah. Nằm mấy ông quay vụ mà 3 giờ đó. Trục lưỡi nằm mấy ông kéo vô mé, bỏ nằm mé. Nằm trong mé. Yeah. Nay nó nghe thưa đó rằng vợ vợ hơi lên được. Yeah. Chưa có dám được thẳng lên vậy. Yeah. Nó bị cái dây xương nè. Yeah. Ngay khớp cổ nè. Yeah. Lắp răng, lắp sướng mắt nữa. Bị cắn cái gì chỗ đó nè? À, cắn sướng mắt này nè, mới chảy máu tùm lum xuống. Dục, à. Tưởng cái, tưởng là máu là bụi ra không à. Ừ. Ai dám máu răng, máu mắt ra một lượt luôn, còn này nó không ra. Rồi bữa đó mấy đứa con có nhà không? Không, không nào nhà đó, mình đi chợ về. Lấy ba cái rau rửa, đừng lột, đừng nước uống. Rồi bước lên nó xây sẫm nó quay ông lại dẫn tay sao ông coi nay nó kêu nó làm lên ông dẫn đưa cho ông vô rồi ông, đi luôn để đưa dẫn ông vô đi nó kể cho ông nghe vụ này nè. Đây là nhà của chú thấy không quá chừng luôn, có một mình chú ở rồi chú không có dọn dẹp gì hết. Ông thấy ai hề trong thạch không?
Ê hài hết trơn. Ông thấy không đó, ông quay đó. Rồi dẫn chúng ra em coi. Này. Dẫn chúng ra em quay em coi nó. Này mà. Mấy kêu nó đang làm đã cái thèm lên. À, ông xuống đây ông Vũ ơi. Hả? Ông xuống đây ông quay chỗ này nè. Là ông té hả? Ờ chỗ té nè. Té đâu? Đây nè, đó ông nghe. Nó mới ngày nay mới làm này nghe không? Ờ. Rồi tôi bước lên đây nè. Tôi bước lên đây nè. Nó quay cái mầm mầm này, một vũng máu rồi mấy giọt này nè, máu đổ té ngày đó đó phải không? Ờ té đây nè, cái đầu đập vô mấy đâu cạnh đâu. Máu giọt 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 cơ. Máu mẹ trùm lum nè. Rồi. Bây giờ mình bước lên đó. Thì ai phát hiện rồi đưa đi bệnh viện? Rồi tôi mới la lên. À. Chứ mình la lên đó. Bây giờ mình la lên máu đổ trùm lum nè. À. Còn mình một à, nói không? Chị ăn với trời ơi, tưởng khép, khép hình. Thôi, ăn không được. Để cho tổ vàng á. Thôi, tao không biết sao ăn không được. Cho tổ vàng. Cho tao ăn không được. Cái tay này xưng dữ rồi ta. Nay xẹp bớt rồi, ông này ơi. Thôi chú Vũ. Hả? Anh Nghĩa cứ ăn giùm đi. Thôi, đang quay phim. Không, đúng, được. Hồi đó tại tao đang quay mà kêu ăn cái gì? Đang quay phim. cho ống xôi ra. Dạ, dạ. Ăn xôi đang vô chết thật chị đó. Thấy anh ba tôi đầu quá tay. Quay phim nhờ bà con giúp đỡ giùm cho chú. Tôi mà bà cho ăn xôi. Không, cho túi vàng chúng cho anh. Mà. Anh ăn xôi được nó chết sớm à. Chị nay bán xôi hả? Không có, quý nó mua trên mạng nó về. À. Rồi thấy ổng vậy tính lên là cho ổng ăn. Dạ. Ăn ăn chết hả? Hôm nay hỏi bà Thảnh ăn bột gạo không nó không dám rư. Tôi mới cho chị hai bánh dĩa rồi, ông đừng nói vậy. Không có, tôi rồi cảm ơn chị. Dạ. Mình cũng chia chết ra thấy ổng tội nghiệp, tính dạ. Cho ổng ăn uống thuốc vô mẹ nó đại vô. Trời ơi. Thuốc Tây mà làm quá thuốc Nam mà ở cuối chén. Không nghe lại bác sĩ rằng... Ăn uống thuốc chưa hết, dễ chứ Vũ. Anh ơi, tử được thì càng tốt nữa. Đâu có không nhiều... Miệng nói được, phải ông Vũ miệng nói được chứ đâu... Chết mình chứ không chết ai đó. Ủa còn cái đó cái gì mà gắn ở trong cái đó? Không, gắn cái gì gắn vô cho nói chuyện lớn. Chuyện lớn chút còn nói chuyện nhỏ. Chú... con gửi cho chú 2 triệu. Tiền này là của chú Sáng ở ngoài ấp 1 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại của mình á. Gửi tặng cho chú 2 triệu với một chai dầu nước xanh nha. Rồi. Đây con gửi cho chú nè. Rồi. Cảm ơn. Đó, 2 triệu với chai dầu. Rồi để dành tiền cũng như có ai cho thì để dành. Thì đặng mơ mốt đi lên đặng bó cái tay lại, băng cái tay lại. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chú Vũ Tiêu. Chứ ta nằm bên từ thiện mà. Dạ. Bên từ thiện thì công nghiệp gì phải lo chứ sao. Từ thiện mà. Rồi chú gửi lời cảm ơn chú Sáng đi. Gửi lời thăm chú Sáng rồi có cái lòng hậu tâm là lo cho tôi được cái sự đồng tiền với giàu sức rồi đó, sức khỏe được dồi dào. Dạ. Cảm ơn anh Sáng. Dạ chú kiểm tiền lại con ơi chú. Ôi. Không chú kiểm lại đi cho chú Sáng chú thấy là con đưa cho chú đầy đủ rồi để cho dầu xuống đi rồi cho Mạnh Thường Quân thấy là con gửi cho chú đủ vậy đó 200.000 tờ là 200 chú phải không dạ vậy mình ship lại vậy phải không chú ship sao cũng được sao chú tùy chú à chứ giờ mình tính sao dạ phải không tôi nói là ông Vũ phê đúng không nó phải không rồi đủ chưa đủ 2 triệu chưa đủ rồi như 10 miếng dạ rồi cảm ơn dành,
để dành mua thuốc uống rồi mua đồ ăn rồi để dành mai mốt mà có ai cho nữa là gom gom vô đặng đủ còn đi băng bột cái tay lại. Rồi cảm ơn. Dạ rồi có xôi nãy tôi chuyển cho thằng trai rồi cho con có ba rồi. Rồi cảm ơn ông Vũ, ông Vũ. Dạ. Cái lời sự thật rồi cảm ơn ông Vũ vô cùng. Ông đi từ thiện. Dạ. Đó, thì tôi trước mặt ông đây tôi rất cảm ơn ông. Dạ. Đó, rồi khi nào tôi hạnh phúc rồi tôi khai vậy. Dạ tôi đã đăng lời ông. Thôi khỏi. Tôi cũng làm rồi đó. Không phải từ thiện ông, thuốc nam, thuốc bắc cũng có nữa. Dạ. Hỏi rồi tôi cũng dạ thì con... hỏi dân tộc, người dân tộc dạ. Thuốc nam hỏi ra đâu không đó, tôi cũng dạ. Chỉ bài thuốc nam làm phước người ta vậy đó. Dạ. Đó. Thuốc nam là trị bệnh gì chú? Là trị như bệnh, nhiều chứng bệnh. Dạ. Gan, tim, phổi, ruột có, lá mía, lá lách có. Dạ. Rồi nhức khớp có, nhức bánh chè, nhức chà dai có, chà dai nè. Dạ. Đó, rồi bi sườn nữa. Mình chỉ mấy bài thuốc nam cho tao uống khi nào cây nhà lá vườn mà. Dạ. Đó. Chứ không phải là liên cái bản thân mà làm trời thiên mình làm đám ma là nó riêng giúp đỡ cái đó là bản thân đó là riêng. Dạ. Nghe không nó đã nói biết bao nhiêu người là thuốc nam là biết muối cũng vậy biết mặt ở đây à người nào cũng biết dân tộc tiểu số biết ở đây à. Dạ. Người nào... biết ông năm năm ông năm sang tư gắm không cái dậu biết hồi đó bà tắm triết chùa chớ phòng ngoan đó là ông trên tư gắm ông làm thuốc nam đó món thuốc nam đó. Dạ. Tôi cũng lên tôi làm chỉ cho bài thuốc kỳ ông chết rồi nghỉ luôn đó. Dạ. Trong ngăn phòng công an đi xuống đó. Dạ cũng hốt thuốc từ thiện ha. Ờ hốt thuốc từ thiện thuốc nam đó. Dạ. Cũng như mỹ tho mà hốt rồi cứ đi đem giấy đem đồ lại mới thôi cho ngang chồng nhỏ xuống nhà bác sĩ cẩm đó. Dạ. Nhà thiền đó. Dạ. À, cũng thuốc nam cái đó đó. Dạ. À, là nó chỉ đủ bài thuốc mà. Dạ. Chứ đâu phải nói là mình nói là cái phim trại thiên đi khóa hoàng là riêng đó. Tôi nói cho ông Vũ biết không? Dạ dạ có nghĩa là mình đi khóa hoàng là riêng còn chính là làm thuốc nam giúp ha. À, giúp đỡ giúp đỡ bà con. À, bà con cũng như ông vậy đó. Dạ. Khổ nào khổ hoàn cảnh nghèo và chặt hẹp. Không dạ. Có tiền ta mua thuốc núi là thuốc người Miên, dạ. À, thuốc Tàu. Dạ. Thôi giờ để tụi mình có tiền mình pha chút xíu đỉnh cho ta uống, dạ. Mình cứu người ta. Dạ. À, rồi tôi nói ông chỗ ngay đó, đó chứ không phải là nó riêng biệt là nói rằng cái đó là mình đi. Tôi phá hoàng hồi đó giờ giàu nghèo không có lấy đồng bạc nào hết. Dạ. Nói có giữa bằng thầy không có đồng bạc nào. Dạ. Họ phá hoàng, là trời thiên đủ lỗi. Dạ. Chứ không phải là riêng hỏi ai cũng biết mặt ở đó á. Dạ. Chứ đừng nói ở đây Sài Gòn cũng biết mặt mà Long An, Bến Tre, Tiền Giang biết mặt hết. Là đi tùm lum hết. Tại Vũng Tàu không nữa kìa. Qua bên Mỹ chạy Vinh Vinh Bình nữa kìa. Dạ. Biết chạy Vinh Vinh Bình bên Mỹ không? Dạ. Đi tùm lum hết đó nha. Dạ. Chứ không phải là nói ngày hôm nay. Dạ. Nó hơi thở nó yếu luôn. Giờ ông thấy ông yếu rồi chứ hỏi cũng khỏe không đâu có ngoại vậy. Tôi đi ra dài tôi cây trái ở ngoài chợ đó thúi gom về tôi giục tôi nấu đồ uống mệt vậy đó. Tôi nói này cho ông anh Vũ mình biết sự thật như vậy đó, lòng của mình vậy đó. Tại tôi té nhiều cái ác cảm lắm, mắt ca nè nó lột nó nứt cái xương mắt cá. Nãy tôi nói là mắt cá bị gì chứ hả? Nãy nói là bị gì chứ? Cái này hả? À. Cũng te đi mằng đái họ đó. À. Rồi dán chạp á, đứng lung, nó te cái dập nó sưng lên. Yeah. Rồi chở nhà thương chở rẫy. Yeah. Rồi nó mới mổ, dồn băng, dồn trong đây nè. Yeah. Này đi đóng đái họ đi mằng mướn á. À. Nó Thứ có đi đóng đái nữa hả chú nha? Có đi đóng đái nữa trời ơi. Yeah. Thanh niên còn khỏe đi đóng đái mà. Yeah. Đấy mà già mày đó, dạ. Trong cầu đó. Này bữa chụp phim này chú có đem tấm phim về không? Ăn con 2 tấm. Bác sĩ chụp 2 tấm lận. Này đâu rồi? Giữ để kêu nó đưa. Ở bệnh viện á hả? À. À. Chứ không ở nhà không có phải không? Không có, bởi vì tôi đâu có biết cái gì đâu, à. Chữ nghĩa gì đâu. Dạ. Nói ông Vũ biết không?
Dạ. Cũng đi mặn cho trai mình giúp. Vậy là bữa chụp hình cái vai đó là không có đem phim về? Không, bữa bị lên nhà thương đó. Dạ. Rồi nó gắn vô cái gì trong rộng nó coi nó biết. Dạ. Gắn trong... Trong đèn rọi hả? Ờ, đèn rọi mới thấy biết. Dạ, dạ. Chứ tôi nói mà đem về trong coi cái đâu, đâu được. Dạ. Ở trên ta có cái máy ta để vô ta mới thấy. Dạ. Chứ còn ở dưới này ông coi vậy mà ông thấy biết nói. Dạ. Mình lo mình lượng. Dạ. Vậy thôi chú nghỉ đi con về. Ờ, cảm ơn. Dạ, được rồi. Rồi ngồi đi. Rồi. Giò đau, tai đau, đi tới lui vậy. Mà dạ. Ông thấy ông nó nguyên hệ. Dạ. Cả nửa con người rồi còn gì dạ. Nữa. Thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ nhờ cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân có tấm lòng hảo tâm thì giúp đỡ cho chú. Chú nha. Rồi Vũ xin chào tạm biệt cô chú, anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo. Cái này sao không vợ? Không... Rồi để con lấy. Vũ cũng cảm ơn chú Sáng đã gửi tiền giúp đỡ cho chú. Rồi con về tạm biệt chú ha, nghỉ khỏe ha. Dạ, Vũ cũng thay mặt cho chú nha, cảm ơn chú Sáng rất là nhiều, chú đã gửi số tiền để giúp cho chú có tiền để mua thuốc, mua đồ ăn, với để dành đặng đi bó cái tay lại.